Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình đang có mặt ở tại chi nhánh Vĩnh Phúc, và bên cạnh mình đây đang là bạn Thạch. Bạn là một đối tác của bên mình, thì chia sẻ với bạn câu chuyện về đại lý, về các đối tác. Thì hôm nay mình qua đây công tác thì tiện thể mình có cái chủ đề phỏng vấn luôn bạn Thạch, để mọi người thấy là làm đại lý của làm đối tác của Fuji thì sẽ như thế nào. Thì Thạch này là cách đây hơn 3 năm trước đang làm sửa chữa ô tô, đúng không? Và chuyển sang nghề ghế massage. Thì Thạch có thể giới thiệu mình một chút. Xin chào tất cả mọi người, em là Thạch, hiện tại đang làm việc tại chi nhánh tại Vĩnh Phúc. Em làm công việc này được 3 năm hơn chưa? Hơn 3 năm chưa? Gần 4 năm rồi anh ạ. Gần 4 năm rồi. Thế từ khi mà chuyển từ công việc sửa chữa ô tô sang công việc này em thấy thế nào? Dạ vâng, thì trước đây thì là em làm công việc sửa chữa ô tô, thì là rồi là công việc bụi bặm, rồi là tay chân nó bẩn, rồi thì là còn phải hàn nữa, thì là thường là đau mắt đấy, thì là có một thời gian thì là đau mắt, rồi là hàn bụi bặm nó vào mắt thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe, thì là em định hướng sang khác, một cái nghề khác để làm đấy, để phát triển hơn. Thì chuyển sang làm cái massage thì là nhàn hơn à? Dạ vâng. Thế thu nhập thế nào? Về thu nhập thì sẽ sau một thời gian mới đầu thì là sau một thời gian học hỏi và làm việc thì nó thu nhập tăng lên gấp 5-6 lần so với làm công việc với sửa chữa ô tô đấy. Cái công việc này thì ngoài thu nhập ra nó mang lại cho em gì nữa? Về mang lại về những, có những mối quan hệ với khách hàng, nên mình tiếp xúc với khách hàng, những người đấy rất là về người ta có những cái kinh nghiệm mình phải cần học hỏi nhiều này. Tức là những học hỏi ở chính khách hàng của mình ấy hả? Dạ vâng. Thế còn về sản phẩm, các sản phẩm thì em thấy thế nào? Ví dụ như khi mình làm đây thì khách hàng phản hồi như thế nào về sản phẩm, bản thân em thấy như thế nào về những sản phẩm mình đang làm? Về những sản phẩm về thương hiệu thì là sản phẩm về chất lượng và cái dịch vụ sau bán hàng thì là nó sẽ khác với các sản phẩm khác. Đấy là một cái sản phẩm mà khách hàng đang rất là mong đợi về những cái dịch vụ sau bán hàng, về chất lượng sản phẩm. Thì bây giờ về massage trên thị trường rất là nhiều, thì mình để cho hướng đến khách hàng một sản phẩm tốt, giá thành hợp lý và cái dịch vụ sau bán hàng uy tín. Thế em có gửi gắm gì tới mọi người không? Có lời nhắn nhủ gửi gắm gì tới mọi người khi mà muốn làm hay là muốn mua sản phẩm cái massage như thế nào? Đầu tiên là cho những người muốn làm cái massage đi, có lời nhắn nhủ gì? Thì về làm những về trước mắt để mình làm về cái massage thì cái thứ nhất là mình làm ở trong tỉnh thì là sẽ có, nhất là mình còn sẽ có những bán được cho những khách hàng thân quen, thì là những người đấy sẽ ủng hộ mình, và sản phẩm mình phải chọn cái thương hiệu để có uy tín, có bề dày trên lịch sử, thì là để có niềm tin và để không bị ảnh hưởng đến cái uy tín của cá nhân của mình. Nếu mình bán ra một sản phẩm mà không tốt thì mất cái uy tín cá nhân của mình. Đấy là cái đầu tiên, là mình chọn một cái thương hiệu để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Thế là với khách hàng thì sao? Thì với khách hàng thì nên tham khảo và để lựa chọn một cái đơn vị phân phối cái massage uy tín về, chứ không phải là như hiện nay thì các cái thương hiệu thì người ta sẽ nói quá lên về những cái tính năng và về chế độ bảo hành lên quá, sản phẩm 10, 12 năm, một sản phẩm có 10 triệu mà bảo hành 10 năm, thì những cái đấy là người ta nói quá lên thì khách hàng không hiểu và người ta thấy đấy thì người ta dễ bị mắc những cái sai lầm đấy. Ok, đây là một trường hợp mà mình cũng muốn chia sẻ với bạn, đó là bạn chuyển từ sửa chữa ô tô sang, và lúc đấy vẫn đang là học việc sửa chữa ô tô luôn. Sau thời gian làm học hỏi tích lũy kinh nghiệm thì đến nay thì cũng đã trở thành đối tác của bên mình, thì cũng là một sự gắn bó, một sự tâm huyết 4 năm các bạn ạ, 4 năm. Khi mà ở Vĩnh Phúc này chỉ có một cửa hàng này bán ghế massage thôi, bây giờ có rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều người đóng cửa rồi. Đó, thì muốn chia sẻ với bạn cái câu chuyện về công việc như vậy để mọi người nắm được là làm cái massage như thế nào. Nó dễ thì rất là dễ, nó dễ với những người mà thật sự là khát khao và mong muốn làm và thành công trong nghề này. Còn nó khó thì rất là khó, bởi vì nó khó với những người mà không thật sự quyết tâm, không thật sự nỗ lực, và nó khó khi mà chúng ta cứ không làm mà chúng ta cứ đổ lỗi. Bạn nhá,
hãy để lại câu hỏi của các bạn ở bên dưới phần bình luận để mình sẽ lắng nghe cũng như là chia sẻ những thắc mắc của mọi người. Ok, xin chào mọi người, bye bye.